Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của bài học số 12. Nội dung của bài học số 12 chúng ta áp dụng cho tuần số 12 tiếp theo. Giới thiệu bài học số 12. Bài học số 12 được đính kèm theo đây. Trong đoạn thứ tư, bạn sẽ tìm thấy câu nói sau. Đầu tiên, bạn phải hiểu biết về sức mạnh của mình. Thứ hai, lòng dũng cảm để dám làm. Thứ ba, niềm tin để thực hiện. Nếu bạn tập trung vào những ý nghĩ được đưa ra, nếu bạn dành toàn bộ sự chú ý cho chúng, bạn sẽ tìm thấy cả một thế giới ý nghĩa trong mỗi câu và sẽ thu hút về mình những ý nghĩ khác hài hòa với chúng, và bạn sẽ sớm nắm bắt được ý nghĩa đầy đủ quan trọng về kiến thức mà bạn đang tập trung vào. Kiến thức không tự áp dụng. Chúng ta với tư cách là những cá nhân phải thực hiện ứng dụng, và ứng dụng bao gồm việc chăm sóc cho suy nghĩ với một mục đích sống. Thời gian và suy nghĩ mà hầu hết mọi người lãng phí trong nỗ lực không mục đích sẽ đạt được những điều kỳ diệu nếu được định hướng đúng đắn với một số đối tượng đặc biệt trong tầm nhìn. Để làm được điều này, cần phải tập trung sức mạnh tinh thần của bạn vào một ý nghĩ cụ thể và giữ nó ở đó, loại trừ tất cả những ý nghĩ khác. Nếu bạn đã từng nhìn qua kính ngắm trên máy quay video, bạn sẽ thấy rằng khi đối tượng không được lấy nét, ấn tượng không rõ ràng và có thể bị mờ. Nhưng khi lấy được tiêu điểm thích hợp thì hình ảnh rõ ràng và khác biệt. Điều này minh họa sức mạnh của sự tập trung. Trừ khi bạn có thể tập trung vào đối tượng mà bạn có tầm nhìn, nếu không, bạn sẽ chỉ có một phác thảo mơ hồ, thờ ơ và mờ nhạt về lý tưởng của mình, và kết quả sẽ phù hợp với bức tranh tinh thần của bạn. Nội dung bài học số 12. 1. Không có mục đích nào trong cuộc sống mà không thể đạt được một cách tốt nhất thông qua sự hiểu biết khoa học về sức mạnh sáng tạo của tư duy. 2. Khả năng suy nghĩ này là chung cho tất cả mọi người. Con người tồn tại bởi vì anh ta nghĩ. Năng lực tư duy của con người là vô hạn, nên năng lực sáng tạo của con người cũng là vô hạn. 3. Chúng ta biết rằng suy nghĩ đang xây dựng cho chúng ta điều mà chúng ta nghĩ đến và thực sự mang nó đến gần hơn, nhưng chúng ta thấy khó xua đuổi nỗi sợ hãi, lo lắng hoặc chán nản. Tất cả đều là những lực lượng suy nghĩ mạnh mẽ và liên tục gửi những thứ chúng ta mong muốn đi xa hơn. Do đó, thường tiến một bước và lùi hai bước. 4. Cách duy nhất để không bị thụt lùi là tiếp tục tiến về phía trước. Cảnh giác vĩnh cửu là cái giá của thành công. Có 3 bước và mỗi bước đều vô cùng cần thiết. Trước tiên, bạn phải có kiến thức về sức mạnh của mình. Thứ hai, dũng cảm dám làm. Thứ ba, niềm tin để làm. 5. Với cơ sở này, bạn có thể xây dựng một doanh nghiệp lý tưởng, một ngôi nhà lý tưởng, những người bạn lý tưởng và một môi trường lý tưởng. Bạn không bị hạn chế về chất liệu hoặc chi phí. Tư duy là toàn năng và có khả năng rút ra từ ngân hàng vô tận của chất nguyên sinh cho tất cả những gì nó cần. Do đó, tài nguyên vô hạn nằm trong mệnh lệnh của bạn. 6. Nhưng lý tưởng của bạn phải sắc bén, rõ ràng và dứt khoát. Có một lý tưởng hôm nay, một lý tưởng khác vào ngày mai và một lý tưởng thứ ba vào tuần tới. Có nghĩa là phân tán lực lượng của bạn và không đạt được kết quả gì cả. Kết quả của bạn sẽ là một sự kết hợp vô nghĩa và hỗn loạn của các vật liệu lãng phí. 7. Thật không may, đây là kết quả mà nhiều người đang đảm bảo và nguyên nhân là hiển nhiên. Nếu một nhà điêu khắc bắt đầu với một mảnh đá cẩm thạch và một cái đục và cứ 15 phút lại thay đổi ý tưởng của mình, thì kết quả anh ta có thể mong đợi là gì? Và tại sao bạn lại mong đợi bất kỳ kết quả khác biệt nào trong việc tạo ra thứ vĩ đại nhất và dẻo nhất trong tất cả các chất? Chất có thật duy nhất. 8. Kết quả của sự thiếu quyết đoán và suy nghĩ tiêu cực này thường là sự mất mát của cải vật chất. Nền độc lập được cho là đòi hỏi nhiều năm vất vả và nỗ lực đột nhiên biến mất. Sau đó, người ta thường thấy rằng tiền bạc và tài sản không hề độc lập. Ngược lại, sự độc lập duy nhất được tìm thấy là kiến thức làm việc thực tế về sức mạnh sáng tạo của tư duy. 9. Phương pháp làm việc thực tế này không thể đến với bạn cho đến khi bạn biết rằng sức mạnh thực sự duy nhất mà bạn có thể có là sức mạnh để điều chỉnh bản thân theo các nguyên tắc thiêng liêng và không thể thay đổi. Bạn không thể thay đổi vô hạn, nhưng bạn có thể hiểu được
các quy luật tự nhiên. Phần thưởng của sự hiểu biết này là sự nhận thức có ý thức về khả năng điều chỉnh các khả năng tư duy của bạn với tư tưởng vũ trụ có mặt ở khắp mọi nơi. Khả năng hòa hợp của bạn với đấng toàn năng này sẽ cho biết mức độ thành công mà bạn gặp được. 10. Sức mạnh của tư tưởng giả mạo ít nhiều hấp dẫn, nhưng kết quả là có hại thay vì hữu ích. 11. Tất nhiên, lo lắng, sợ hãi và tất cả những suy nghĩ tiêu cực sẽ tạo ra vụ mùa tùy theo loại của chúng. Những người nuôi dưỡng những suy nghĩ kiểu này tất yếu phải gặt những gì họ đã gieo. 12. Một lần nữa, có những người tìm kiếm hiện tượng, tin tưởng vào cái gọi là bằng chứng và sự minh chứng thu được tại các thông tin hiện thực. Họ mở toang cánh cửa tinh thần của mình và ngâm mình trong những dòng nước độc nhất có thể tìm thấy trong thế giới tinh thần. Họ dường như không hiểu rằng chính khả năng trở nên tiêu cực, dễ tiếp thu và thụ động, và do đó làm cạn kiệt tất cả sinh lực của họ, điều cho phép họ tạo ra những hình tư tưởng rung động này. 13. Ngoài ra còn có những người theo đạo Hindu, những người nhìn thấy trong các hiện tượng vật chất hóa được thực hiện bởi những người được gọi là cao đồ, một nguồn sức mạnh quên hoặc dường như không bao giờ nhận ra rằng ngay khi ý chí bị rút lại, các hình thức sẽ khô héo và các lực rung động mà chúng bao hàm biến mất. 14. Thần giao cách cảm hay chuyển giao ý nghĩ đã nhận được sự chú ý đáng kể, nhưng vì nó đòi hỏi trạng thái tinh thần tiêu cực từ phía người nhận nên việc thực hành này có hại. Một ý nghĩ có thể được gửi đi với ý định nghe hoặc nhìn, nhưng nó sẽ mang lại hình phạt kèm theo việc đảo ngược nguyên tắc liên quan. 15. Trong nhiều trường hợp, thuật thôi miên cực kỳ nguy hiểm với đối tượng cũng như người thực hiện. Không ai quen thuộc với các quy luật chi phối trong thế giới tinh thần lại nghĩ đến việc cố gắng thống trị ý chí của người khác. Vì làm như vậy, anh ta sẽ dần dần, nhưng chắc chắn, tự tước bỏ quyền năng của mình. 16. Tất cả những trò đồi trụy này đều có sự thỏa mãn tạm thời và đối với một số người là một niềm đam mê sâu sắc. Nhưng có một niềm đam mê lớn hơn vô cùng trong sự hiểu biết thực sự về thế giới quyền năng bên trong. Một quyền năng tăng lên khi sử dụng là vĩnh viễn thay vì phù du, mà không chỉ là mạnh mẽ như một cơ quan khắc phục hậu quả để đưa ra biện pháp khắc phục lỗi lầm trong quá khứ hoặc kết quả của suy nghĩ sai lầm, nhưng là cơ quan dự phòng bảo vệ chúng ta khỏi mọi cách thức và hình thức nguy hiểm, và cuối cùng là một lực lượng sáng tạo thực sự mà chúng ta có thể xây dựng các điều kiện mới và môi trường mới. 17. Quy luật là suy nghĩ sẽ tương quan với đối tượng của nó và tạo ra trong thế giới vật chất sự tương ứng của thứ được suy nghĩ hoặc tạo ra trong thế giới tinh thần. Sau đó, chúng ta nhận ra sự cần thiết tuyệt đối của việc thấy rằng mọi suy nghĩ đều có mầm mống chân lý vốn có để quy luật tăng trưởng sẽ mang lại biểu hiện tốt, vì chỉ có điều tốt mới có thể mang lại bất kỳ sức mạnh vĩnh cửu nào. 18. Nguyên tắc mang lại cho tư duy sức mạnh năng động để tương quan với đối tượng của nó, và do đó để làm chủ mọi trải nghiệm bất lợi của con người, là luật hấp dẫn, một tên gọi khác của tình yêu. Đây là một nguyên tắc cơ bản và vĩnh cửu vốn có trong vạn vật, trong mọi hệ thống triết học, trong mọi tôn giáo và trong mọi khoa học. Không thể thoát khỏi quy luật của tình yêu. Chính cảm giác truyền sức sống cho tư duy. Cảm giác là ham muốn và ham muốn là tình yêu. Suy nghĩ thấm nhuần tình yêu trở nên bất khả chiến bại. 19. Chúng ta thấy chân lý này được nhấn mạnh ở bất cứ nơi nào hiểu được sức mạnh của tư duy. Trí tuệ vũ trụ không chỉ là trí thông minh mà nó còn là chất, và chất này là lực hấp dẫn mang các electron lại với nhau theo luật hấp dẫn để chúng tạo thành nguyên tử. Các nguyên tử lần lượt được kết hợp với nhau theo cùng một định luật và tạo thành các phân tử. Các phân tử có hình thức khách quan, và do đó chúng ta thấy rằng quy luật tình yêu là sức mạnh sáng tạo đằng sau mọi biểu hiện, không chỉ của các nguyên tử mà còn của các thế giới, của vũ trụ, của mọi thứ mà trí tưởng tượng có thể hình thành bất kỳ quan niệm nào. 20. Chính sự vận hành của luật hấp dẫn kỳ diệu này đã khiến con người ở mọi lứa tuổi và mọi thời đại tin rằng phải có một cá nhân nào đó đáp ứng những yêu cầu và mong muốn của họ, đồng thời thao túng các sự kiện để đáp ứng yêu cầu của họ. 21.
Chính sự kết hợp giữa tư tưởng và tình yêu đã tạo thành một lực không thể cưỡng lại, được gọi là luật hấp dẫn. Tất cả các quy luật tự nhiên đều không thể cưỡng lại. Luật hấp dẫn hay điện năng hay bất kỳ luật nào khác hoạt động với độ chính xác toán học. Không có biến thể, chỉ là kênh phân phối có thể không hoàn hảo. Nếu một cây cầu bị sập, chúng ta không quy sự sụp đổ đó cho bất kỳ biến thể nào của định luật hấp dẫn. Nếu một ánh sáng làm chúng ta thất vọng, chúng ta không kết luận rằng không thể dựa vào các định luật điều chỉnh điện năng. Và nếu luật hấp dẫn dường như được chứng minh một cách không hoàn hảo bởi một người thiếu kinh nghiệm hoặc thiếu hiểu biết, thì chúng ta cũng không kết luận rằng định luật vĩ đại nhất và không thể sai lầm nhất mà toàn bộ hệ thống sáng tạo phụ thuộc vào đó đã bị đình chỉ. Chúng ta nên kết luận rằng cần phải hiểu thêm một chút về định luật, vì lý do tương tự như việc giải đúng một bài toán khó trong toán học không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được. 22. Mọi thứ được tạo ra trong thế giới tinh thần hoặc tâm linh trước khi chúng xuất hiện trong hành động hoặc sự kiện bên ngoài. Bằng quy trình đơn giản để điều khiển các lực tư duy của chúng ta hôm nay, chúng ta giúp tạo ra các sự kiện sẽ đến với cuộc sống của chúng ta trong tương lai, thậm chí có thể là ngày mai. Mong muốn được giáo dục là phương tiện mạnh mẽ nhất để đưa luật hấp dẫn vào hoạt động. 23. Con người được cấu tạo đến mức trước tiên anh ta phải tạo ra các công cụ và các phương tiện để nhờ đó anh ta có được khả năng suy nghĩ. Tâm trí không thể hiểu được một ý tưởng hoàn toàn mới cho đến khi một tế bào não rung động tương ứng đã được chuẩn bị để tiếp nhận nó. Điều này giải thích tại sao chúng ta rất khó tiếp nhận hoặc đánh giá cao một ý tưởng hoàn toàn mới. Chúng ta không có tế bào não nào có khả năng tiếp nhận nó, và do đó chúng ta hoài nghi và chúng ta không tin điều đó. 24. Do đó, nếu bạn chưa quen thuộc với tính toàn năng của luật hấp dẫn và phương pháp khoa học mà nó có thể được vận hành, hoặc nếu bạn chưa quen thuộc với những khả năng vô hạn mà nó mở ra cho những ai có khả năng để tận dụng các nguồn tài nguyên mà nó mang lại, hãy bắt đầu ngay bây giờ và tạo ra các tế bào não cần thiết giúp bạn hiểu được sức mạnh vô hạn có thể thuộc về bạn bằng cách hợp tác với luật tự nhiên. Điều này được thực hiện bằng sự tập trung hoặc chú ý. 25. Ý định chi phối sự chú ý. Sức mạnh đến thông qua nghỉ ngơi. Chính nhờ sự tập trung mà những suy nghĩ sâu sắc, lời nói khôn ngoan và tất cả các lực lượng tiềm năng cao đều được hoàn thành. 26. Chính trong sự im lặng mà bạn tiếp xúc được với sức mạnh toàn năng của tiềm thức, mà từ đó mọi sức mạnh được phát triển. 27. Ai khao khát trí tuệ, quyền lực hoặc thành công lâu dài dưới bất kỳ hình thức nào sẽ chỉ tìm thấy nó ở bên trong. Nó là một sự khai mở. Người thiếu suy nghĩ có thể kết luận rằng sự im lặng rất đơn giản và dễ dàng đạt được. Nhưng nên nhớ rằng, chỉ trong sự im lặng tuyệt đối, người ta mới có thể tiếp xúc với chính thiên tính, mới có thể học được quy luật bất biến và mở ra cho mình những kinh mạch. Nhờ đó sự tập trung và kiên trì thực hành dẫn đến sự hoàn thiện. 28. Tuần này, về phòng cũ, ngồi ghế cũ, vị trí cũ. Hãy chắc chắn thư giãn, buông bỏ cả tinh thần và thể chất. Luôn luôn làm điều này, không bao giờ cố gắng làm bất kỳ công việc trí óc nào dưới áp lực. Đảm bảo rằng không có cơ bắp hay dây thần kinh căng thẳng, rằng bạn hoàn toàn thoải mái. Bây giờ nhận ra sự thống nhất của bạn với toàn năng. Hãy liên lạc với sức mạnh này, đi vào sự hiểu biết, đánh giá cao và nhận thức sâu sắc và quan trọng về thực tế rằng khả năng suy nghĩ của bạn là khả năng hành động theo tâm trí vũ trụ và đưa nó vào biểu hiện. Nhận ra rằng nó sẽ đáp ứng bất kỳ và mọi yêu cầu mà bạn có chính xác, cùng một khả năng tiềm ẩn mà bất kỳ cá nhân nào từng có hoặc sẽ có. Bởi vì mỗi cá nhân chỉ là một biểu hiện hoặc biểu hiện của cái duy nhất. Tất cả đều là một phần của tổng thể, không có sự khác biệt về loại hoặc chất lượng. Sự khác biệt duy nhất là mức độ. Suy nghĩ không thể hiểu được bất cứ điều gì có thể không được đưa ra biểu hiện. Người đầu tiên thốt ra nó có thể chỉ là người gợi ý, nhưng người thực hiện sẽ xuất hiện. Trích lời của Wilson. Câu hỏi và đáp án cho bài học số 12. Câu hỏi số 111. Làm sao để bất kỳ mục đích nào trong cuộc sống có thể được hoàn thành tốt nhất? Thông qua sự hiểu biết khoa học về bản chất tinh thần của tư duy.
Câu hỏi số 112. Ba bước nào là hoàn toàn cần thiết? Kiến thức về sức mạnh của chúng ta, lòng can đảm dám làm và niềm tin để làm. Câu hỏi số 113. Kiến thức làm việc thực tế được bảo đảm như thế nào? Bằng sự hiểu biết về các quy luật tự nhiên. Câu hỏi số 114. Phần thưởng của sự hiểu biết về các luật này là gì? Nhận thức có ý thức về khả năng của chúng ta để điều chỉnh bản thân theo nguyên tắc thiêng liêng và không thay đổi. Câu hỏi số 115. Điều gì sẽ chỉ ra mức độ thành công mà chúng ta đáp ứng? Mức độ mà chúng ta nhận ra rằng chúng ta không thể thay đổi vô hạn mà là phải hợp tác với nó. Câu hỏi số 116. Nguyên tắc mang lại cho tư duy sức mạnh năng động của nó là gì? Luật hấp dẫn dựa trên sự rung động, đến lượt nó lại dựa trên quy luật của tình yêu. Suy nghĩ thấm nhuần tình yêu trở nên bất khả chiến bại. Câu hỏi số 117. Tại sao luật này không thể chống lại được? Vì đó là quy luật tự nhiên. Tất cả các quy luật tự nhiên là không thể cưỡng lại và không thể thay đổi và hoạt động với độ chính xác toán học, không có sai lệch hoặc biến thể. Câu hỏi số 118. Tại sao đôi khi dường như khó tìm ra giải pháp cho các vấn đề của chúng ta trong cuộc sống? Vì lý do tương tự mà đôi khi rất khó thể tìm ra giải pháp chính xác cho một bài toán khó. Người vận dụng không hiểu rõ hoặc thiếu kinh nghiệm. Câu hỏi số 119. Tại sao tâm trí không thể nắm bắt được một ý tưởng hoàn toàn mới? Chúng ta không có tế bào não rung động tương ứng có khả năng tiếp nhận ý tưởng. Câu hỏi số 120. Trí tuệ được bảo đảm như thế nào? Bằng sự tập trung, nó là một sự khai mở. Nó đến từ bên trong. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của bài học số 12. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn, chúng ta đến với bài học số 13.